Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Dân Israel ở tại Shittim khởi thông dâm cùng những con gái Moab. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình. Dân sự ăn và quỳ lại trước các thần chúng nó. Israel cúng thờ thần Ba Anh Phê-ô. Cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel. Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng: Mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba Anh Phê-ô. Này, một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình, hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel, đang khi hội chúng khóc tại cửa hội mạc. Phinea, con trai Eleasa, cháu Aaron, thầy tế lễ, thấy sự này, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang giả dưới của người Israel và người nữ. Tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại. Vả có 24.000 người chết về tai vạ này. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Phinea, con trai Eleasa, cháu Aaron, thầy tế lễ, đã xây dân Israel khỏi cơn giận ta, vì lòng kỵ tà ta thúc giục lòng người. Vậy ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ tà của ta. Bởi cớ đó, hãy cáo cùng người rằng: Ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy về phần người và dòng dõi người, sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời. Bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Vả người Israel bị giết chung với người nữ Madian tên là Simri, con trai Shalu, quan trưởng của một tông tộc người Simeon. Tên người nữ Madian bị giết là Cốt-bi, con gái Su-rơ, đầu trưởng của một tông tộc Madian. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy khuấy rối người Madian và hãm đánh chúng nó, vì chúng nó đã lấy mưu trước mình mà khuấy rối các ngươi, dỗ dành các ngươi về việc cúng thờ Phê-ô và trong việc của Cốt-bi, con gái quan trưởng Madian, là chị chúng nó đã bị giết trong ngày tai vạ vì cớ việc cúng thờ Phê-ô. Chương 26. Sải sau tai vạ này, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Eleasa, con trai A-rôn, thầy tế lễ mà rằng: Hãy dựng sổ cả hội chúng Israel từ 20 tuổi sắp lên tùy theo tông tộc của họ, tức là hết thảy người trong Israel đi ra trận được. Vậy Môi-se và Eleasa, thầy tế lễ, nói cùng dân Israel trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho mà rằng: Hãy tu bộ dân sự từ 20 tuổi sắp lên, như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và dân Israel mà đã ra khỏi xứ Ai Cập. Ruben, con trưởng nam của Israel, con trai Ruben là Hê-nóc, do nơi người sinh ra họ Hê-nóc, do nơi Pha-lu sinh họ Pha-lu, do nơi Hết-rôn sinh họ Hết-rôn, do nơi Cạc-mi sinh ra họ Cạc-mi. Đó là các họ của Ruben và những tên người mà người ta tu bộ, cộng được 43.730. Con trai Phalu là Eliab. Các con trai của Eliab là Nemuel, Dathan và Abiram. Ấy là Dathan và Abiram này, trưởng của hội chúng giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn tại phe đảng Cô-rê khi họ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va. Ấy khi đất hả miệng ra nuốt hai người và Cô-rê cùng những kẻ đã hiệp đảng chết luôn, lúc lửa thiêu nuốt 250 người, họ làm gương như vậy. Nhưng các con trai Cô-rê không chết.
các con trai Simeon tùy theo họ hàng mình, do nơi Nemuen sinh ra họ Nemuen, do nơi Yamin sinh ra họ Yamin, do nơi Yakin sinh ra họ Yakin, do nơi Serat sinh ra họ Serat, do nơi Saulơ sinh ra họ Saulơ. Đó là các họ của Simeon, số là 22.200 người. Các con trai của Gác tùy theo họ hàng mình, do nơi Sê-phôn sinh ra họ Sê-phôn, do nơi Ha-ghi sinh ra họ Ha-ghi, do nơi Su-ni sinh ra họ Su-ni, do nơi Ác-ni sinh ra họ Ác-ni, do nơi E-ri sinh ra họ E-ri, do nơi A-rốt sinh ra họ A-rốt, do nơi A-rê-li sinh ra họ A-rê-li. Đó là các họ của những con trai Gác tùy theo tu bộ, số là 40.500 người. Các con trai Giu-đa, Ê-rơ và Ô-nan, nhưng Ê-rơ và Ô-nan đã qua đời tại xứ Ca-na-an. Các con trai Giu-đa tùy theo họ hàng mình, Do-nê-sê-la sinh ra họ Sê-la, Do-nê-phê-rết sinh ra họ Phê-rết, Do-nê-sê-rát sinh ra họ Sê-rát. Các con trai của Pha-rết, Do-nê-hết-rôn sinh ra họ Hết-rôn, Do-nê-ha-mun sinh ra họ Ha-mun. Đó là các họ của Giu-đa tùy theo tu bộ, số là 76.500 người. Các con trai Isaka tùy theo họ hàng mình, do nơi Thô-la sinh ra họ Thô-la, do nơi Phu-va sinh ra họ Phu-va, do nơi Gia-súp sinh ra họ Gia-súp, do nơi Sim-rôn sinh ra họ Sim-rôn. Đó là các họ Isaka tùy theo tu bộ, số là 64.300 người. Các con trai Sa-bu-lôn tùy theo họ hàng mình, do nơi Sê-rết sinh ra họ Sê-rết, do nơi Ê-lôn sinh ra họ Ê-lôn, do nơi Gia-lê-ên sinh ra họ Gia-lê-ên. Đó là các họ của Sa-bu-lôn tùy theo tu bộ, số là 60.500 người. Các con trai Joseph tùy theo họ hàng mình là Manasse và Ephraim. Các con trai Manasse, do nơi Maki sinh ra họ Maki, Maki sinh Galaad, do nơi Galaad sinh ra họ Galaad. Này là các con trai Galaad, do nơi Giê-se sinh ra họ Giê-se, do nơi Helek sinh ra họ Helek, do nơi Adrien sinh ra họ Adrien, do nơi Si-chem sinh ra họ Si-chem, do nơi Shemida sinh ra họ Shemida, do nơi Hê-phe sinh ra họ Hê-phe. Và Sê-lô-phát, con trai Hê-phe không có con trai nhưng có con gái. Tên các con gái Sê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa. Đó là các họ Manasse tùy theo tu bộ, số là 52.700 người. Này là các con trai Ê-phra-im tùy theo họ hàng mình, do nơi Su-thê-lách sinh ra họ Su-thê-lách, do nơi Bê-ke sinh ra họ Bê-ke, do nơi Tha-chang sinh ra họ Tha-chang. Này là con trai của Su-thê-lách, do nơi Ê-rang sinh ra họ Ê-rang. Đó là họ của các con trai Ê-phra-im tùy theo tu bộ, số là 32.500 người. Ấy là các con trai Joseph tùy theo họ hàng mình vậy. Các con trai Benjamin tùy theo họ hàng mình, do nơi Bê-la sinh ra họ Bê-la, do nơi Ách-bên sinh ra họ Ách-bên, do nơi A-chi-ram sinh ra họ A-chi-ram, do nơi Sê-phu-pham sinh ra họ Sê-phu-pham, do nơi Hu-pham sinh ra họ Hu-pham. Các con trai Bê-la là A-rết và Na-a-man, do nơi A-rết sinh ra họ A-rết, do nơi Na-a-man sinh ra họ Na-a-man. Đó là các con trai Benjamin tùy theo họ hàng và tùy theo tu bộ, số là 45.600 người. Này là các con trai của Đan tùy theo họ hàng mình, do nơi Su-cham sinh ra họ Su-cham. Đó là họ của Đan, họ Su-cham tùy theo tu bộ, số là 64.400 người. Các con trai A-xe tùy theo họ hàng mình, do nơi Di-ma sinh ra họ Di-ma, do nơi Dít-vi sinh ra họ Dít-vi, do nơi Bê-ri-a sinh ra họ Bê-ri-a. Các con trai Bê-ri-a, do nơi Hê-bê sinh ra họ Hê-bê,
do nơi Manki-en sinh ra họ Manki-en. Tên của con gái A-xe là Sê-rách. Đó là những họ của các con trai A-xe tùy theo tu bộ, số là 53.400 người. Các con trai Nephtali tùy theo họ hàng mình, do nơi Giác-xê-en sinh ra họ Giác-xê-en, do nơi Guni sinh ra họ Guni, do nơi Giết-xê sinh ra họ Giết-xê, do nơi Si-lem sinh ra họ Si-lem. Đó là các họ của Nephtali tùy theo họ hàng và tu bộ mình, số là 45.400 người. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ lại, số là 601.730 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng, phải tùy theo số các danh mà chia xứ ra cho những người này làm sản nghiệp. Chi phái nào số dân đông thì ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, chi phái nào số dân ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn, tức là phải cho mỗi chi phái sản nghiệp mình cân phân cùng số tu bộ. Nhưng phải bắt thăm mà chia xứ ra. Dân Israel sẽ lãnh phần sản nghiệp mình theo tên của các chi phái tổ tông. Phải tùy sự bắt thăm mà chia sản nghiệp ra cho mỗi chi phái, hoặc số dân đông hay ít. Này là người Lê-vi mà người ta tu bộ lại tùy theo họ hàng mình. Do nơi Gẹt-xôn sinh ra họ Gẹt-xôn, do nơi Kê-hát sinh ra họ Kê-hát, do nơi Mê-ra-ri sinh ra họ Mê-ra-ri. Này là các họ Lê-vi, họ Líp-ni, họ Hép-rôn, họ Mách-li, họ Mu-si, họ Cô-rê. Và Kê-hát sinh Am-ram. Tên vợ Am-ram là Dô-kê-bết, con gái của Lê-vi, sinh trong xứ Ê-díp-tô. Nàng sinh cho Am-ram, A-rôn, Mô-xe và chị của hai người là Miriam. Còn A-rôn sinh Na-đáp và A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trong khi dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Những nam đinh mà người ta tu bộ từ một tháng sắp lên cộng được 23.000. Vì người Lê-vi không được kể vào số tu bộ của dân Israel, bởi người Lê-vi không được phần sản nghiệp giữa dân Israel. Đó là sự tu bộ mà Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy tế lễ làm về dân Israel trong đồng bằng Mô-áp gần Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Trong các người này, không có một ai thuộc về bọn mà Môi-se và A-rôn thầy tế lễ đã kiểm soát khi hai người tu bộ dân Israel tại đồng vắng Sinai, vì Đức Giê-hô-va có phán về bọn đó rằng chúng nó hẳn sẽ chết trong đồng vắng. Vậy chẳng còn lại một tên trừ ra Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun. Chương 27. Các con gái của Sê-lô-phát là con trai Hê-phe, cháu của Ga-la-át, chắt của Ma-ki, chít của Ma-na-xê, thuộc về họ hàng Ma-na-xê, là con trai của Giô-sép đến gần. Đây là tên của các con gái người: Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Min-ca và Thiệt-sa. Các con gái đó đến ra mắt Môi-se, Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, các quan trưởng và cả hội chúng tại cửa hội mạc mà nói rằng: cha chúng tôi đã chết trong đồng vắng. Người chẳng phải về phe đảng của kẻ hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va, tức là phe đảng Cô-rê, nhưng người chết vì tội lỗi mình và không có con trai. Cớ sao danh cha chúng tôi bị trừ ra khỏi giữa họ người bởi người không có con trai? Hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng tôi. Môi-se bèn đem cớ sự của các con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: các con gái Sê-lô-phát nói có lý. Ngươi phải cho chúng nó một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng nó, tức là phải giao cho chúng nó sản nghiệp của cha chúng nó. Ngươi cũng phải nói cùng dân Israel rằng: khi một người nào chết không có con trai, thì các ngươi phải giao sản nghiệp của người lại cho con gái người. Nhược bằng không có con gái thì phải giao sản nghiệp cho anh em người. Ví bằng người không có anh em thì phải giao sản nghiệp cho chú bác người. Nếu không có chú bác thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần hơn hết, và người ấy sẽ được lấy làm của. Ấy sẽ là một luật lệ để định cho dân Israel, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy lên trên núi Abarim này và nhìn xem xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Ngươi sẽ nhìn xem xứ đó,
rồi ngươi cũng sẽ được về cùng tổ phụ như A-rôn anh ngươi đã được về vậy. Bởi vì tại đồng vắng Xin, các ngươi có bội nghịch mạng lệnh ta. Trong lúc hội chúng cãi cọ và vì trước mặt chúng nó, các ngươi không tôn ta nên thánh về việc nước. Ấy là nước về sự cãi cọ tại Ca-đê trong đồng vắng Xin. Mô-sê thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt. Xin Ngài lập trên hội chúng một người để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê, con trai của Nun, người có thần cảm động, phải đặt tay trên mình người, rồi đem người ra mắt Ê-li-a-sa thầy tế lễ và cả hội chúng, truyền lệnh cho người trước mặt họ và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Israel nghe người. Người phải ra mắt Ê-li-a-sa thầy tế lễ, rồi người sẽ vì Giô-suê cầu hỏi sự xét đoán của U-rim trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo lệnh Ê-li-a-sa, người và cả hội chúng Israel sẽ đi ra và đi vào. Vậy, Mô-sê làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, chọn lấy Giô-suê để trước mặt Ê-li-a-sa thầy tế lễ và trước mặt cả hội chúng, đặt tay trên mình người và truyền lệnh cho, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê phán dặn vậy. Chương 4. Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời họ đã nghe không ít chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, này là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Dù vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế, vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm, trong một thơ của David, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Và nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Chương 5. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Vả lại, không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình, phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa. Cũng một thế ấy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng, ngươi là con ta đã sanh ngươi ngày nay. Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng, ngươi làm thầy tế lễ đời đời, theo ban Minchi-xê-đét.
khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhận lời. Dù Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Melchisedec. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình, vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ. Thi Thiên 35. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi. Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và lớn chổi dậy đặng giúp đỡ tôi. Xin hãy rút giáo cản đường kẻ nào rượt theo tôi. Hãy nói cùng linh hồn tôi, ta là sự cứu rỗi ngươi. Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục. Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại và bị mắc cỡ. Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa. Cầu xin Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi. Nguyện đường chúng nó phải tối mịt và trơn trượt. Cầu Thiên Sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó. Vì vô cớ chúng nó gài kín lưới cho tôi, và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi. Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó. Ước gì lưới nó gài kín bắt lại nó. Nguyện nó sa vào đó và bị diệt đi. Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các xương cốt tôi sẽ nói, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột. Vậy có ai giống như Ngài chăng? Những chứng gian dấy lên tra hỏi những việc tôi không biết đến. Chúng nó lấy dữ trả lành, linh hồn tôi bị bỏ sụi. Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, kiêng ăn ép linh hồn tôi. Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi. Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi. Tôi buồn, đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình. Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng. Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết. Chúng nó cấu xé tôi không ngừng. Chúng nó nghiến răng nghịch tôi với những kẻ ác tệ hay nhạo báng. Chúa ơi, Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó và rút mạng sống tôi khỏi sư tử. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, ngợi khen Ngài giữa dân đông. Cầu xin chớ cho những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi, cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt, vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình, nhưng toan phỉnh gạt các người hiền hòa trong xứ. Chúng nó hả miệng hoác ra nghịch tôi mà rằng, ha ha, mắt ta đã thấy điều đó rồi. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh. Chúa ơi, chớ gian xa tôi. Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy trỗi dậy để phán xét tôi công bình và binh vực duyên cớ tôi. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa. Chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi. Chớ để chúng nó nói trong lòng rằng, à, kìa, điều chúng ta ước ao đó. Hoặc nói rằng, chúng ta đã nuốt trọn nó rồi. Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, nguyện họ đều bị hổ thẹn và mắc cỡ. Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục. Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều reo mừng. Nguyện họ thường nói không ngớt, đáng tôn trọng
Đức Giê-hô-va thay là đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn. Vậy, lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa và trọn ngày ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.